thuốc. Sau khi bớt líp lên thì mình cũng biết là mình đã sai trái, là mình tính cái số lượng thuốc sai đó quý vị. Với lại bữa giờ bận đi qua Florida rồi bây giờ về bắt đầu đi mua thuốc tiếp. Và Cam Thơ có giới thiệu một cái chỗ gửi, và có mấy cô chú trên mạng cũng chỉ chỗ gửi một lần luôn, mừng quá trời luôn. Và hôm nay trên chuyến xe của em thì như thường lệ thì em đi một mình, nhưng mà đi mấy này em rủ thêm chị Thoa đó, đó chị Thoa là đi chung với Thúy Nga. Hy vọng là hôm nay xe không bị gì, nhưng mà có hết xăng nha quý vị, xe hết xăng luôn, cạn kiệt luôn, cạn tàu ráo má luôn, lên đèn luôn. Rồi chị Thoa nói sao cái xe này ghê quá em ơi, là mỗi lần chị lên là có sự cố. Nói không, cái này sự cố hết xăng thôi mà chị. Hên quá không bị đẩy xe. Đi mấy chỗ mà không có chỗ nào đổ xăng vừa ý đó, chị Thoa nói đi đến đây nó trời. Nghe nói nhỡ mai xe xăng giữa đường sao chị? Không sao em, mình đẩy bộ. Đẩy cho trào máu luôn. Trưa nay má mi bị đặt nấu ăn cho ăn, đồ ăn xong trời ơi cho nó lên xe nó buồn ngủ muốn xỉu luôn. Đúng, hai đứa no quá. No ơi no luôn. Đây mọi người ơi, cây xăng của Costco lúc nào cũng get like. Hôm nay không biết Costco giá kịch xăng bao nhiêu một gallon ha. Ai nói gì thích đi mua xăng Costco, em không thích. Biết sao xếp hàng lâu em ghét lắm. Em thích đến chỗ nào làm cái ào xong rồi đi cho lẹ. Nhưng mà hôm nay mình không có cái choice nào hết. Tới đây là xăng hết phải đi vô. Đúng rồi, nhưng mà hơn là tới đây là vừa lúc đèn vàng luôn á. Lần hết lắm á nha. Okay em, nha. Em quảng cáo không công cho hãng TV LG. Mới ra một loại quý vị, 1.600 đô. Má ơi nó mỏng như cái kiến luôn. Ôi te. Nó mỏng wow. Còn hơn một cái gương luôn á quý vị. Nó giống như cái gương đó. Trời ơi ghê ha, TV giờ riết càng ngày nó càng thân tiến. Cái này là 4K rõ lắm á. Ừ. Rất là rõ, hai màn ảnh hết chảy không. Thôi chị ơi bây giờ mình đi mua thuốc á chị. Ok. Chị tập trung đi, chị la cào quá, chị dễ dời quá. Chị đi vô giùm em đi chị. Mới đề bài vô là chị dễ từ ngoài đường, chị dễ vô luôn. Kìa hôm nay lấy ba đơn C thôi hả? Áo C với D nữa chị. C với D á. Ok, C với D. Để coi chị con nó để ở chỗ nào. Chị qua đây kia chị coi. Làm nó cho mỗi người 5 chai phải không? Đúng. Chị lấy 10 chai đi. Coi cái là 1000 mg phải không? 1000 thì ngày uống viên thôi. Ủa sao hôm nay có mới 500 vậy ạ? Cái loại này khác nữa rồi. Rồi sắp tới Halloween nè. Có bán kẹo bánh oh man. Này cái gì đây? Trời ơi. Đôi vợ chồng cô dâu. $139 cái cặp này nha quý vị. Hơi gớm không?
một quả bí Halloween như vậy là 6 đồng 99 nha quý vị. Ồ, quả bí bự lắm, một trái 6 đồng 99 quá rẻ luôn á. Rẻ ha, đâu mát đâu, tủ chạm luôn à. Em coi trong đây trái to tủ chạm luôn. Người ta mua lần mấy trái cho chân luôn mà chị. Mà mình để mình mua thì mình phải mua 2 trái để ở ngoài cửa. Nhưng mà chị muốn mua không? Mua đi. Nhưng mà thôi, mua bây giờ còn sớm quá. À, đợi đến anh đợi đến tháng tới mình mua. Đúng tại rồi. Vì mình phải để chân tới cuối tháng lận. Ok. Yeah. Mà quá rẻ. Mua thuốc mà không có đủ nha quý vị, giờ phải chạy qua Costco khác nữa. Giờ phải đi thêm một Costco nữa quý vị ơi. Bên này mua chưa có đủ đô thuốc nè. Trời, hôm nay đón đẹp cát nè. Mấy bạn con nhìn mặt kỳ kìa. Mặt kỳ là sao? Nhìn kìa. Kỳ là sao? Ồ, bạn con hả? Bạn mẹ hả? Bạn mẹ nhìn. Bạn con. Nay cắt mặt đồ mới có ai khen đẹp không? Không. Sao vậy? Xấu mà. Xấu gì? Trời ơi, mẹ mua đồ đẹp quá trời luôn. Cũng à. Cũng à. Đồ cắt... này là cho mặc áo khoác có nó có cái nón nè. À, cắt các ăn gì không? Siwi. Siwi. Trên xe kìa, các uống Starbucks không? Mua. Rồi, đó, mẹ với các cô Thoa uống Starbucks nha. Ủa, bữa nãy nó lên xe nó chào cô Thoa cho ta. Con chào cô Thoa. Ồ, chào mà cũng buồn chứ. Trời ơi, trời ơi. Trời con tôi, trời ơi. Con ngủ một giấc cô dậy rồi đó. Ừ. Nhóc đợi đây luôn hả? Đâu? Không phải. Mẹ đi Costco mà mua chưa hết đồ. Dạ, cô chọc cháu. Giờ đi thêm trận nữa. Cô chọc cháu là cô ngủ một giấc rồi giờ cháu mới chào cô. Ở cái này mẹ mua cho mấy bộ đồ mới đẹp quá mọi người. Coi nè. Trời ơi, lấy pink pink dễ thương vậy mà bảo xấu hả? Nó. Pink đẹp. Cái áo mặc kì. Nó sao mát phải không? Không. Trời ơi. Hiệu Trâm, hiệu Chapin chứ con. Trời ơi, lớp con ai cũng mặc hiệu này hết á. Quần Nike đó. Đàng hoàng đó nha. Trời cái quần ơi. Mặc ok không? Quần ok nhưng áo không ok. Con mặc áo tay dài đi, áo tay ngắn đen. Trời ơi, vẫn đen à. Không, mặc áo tay dài đè ấy lắm. Cô Cát con biết cách làm da con không? Trắng rồi. Làm cách nào? Phải lau lau đĩa đá trên tay hoặc là bơi nước lạnh hay này nọ. Ai chỉ vậy? Ai biết cái bữa con mẹ biết mấy cái áo mà bị xay ra con thích chơi với nó lắm. Giống cái áo xay ra là sao? Cái đá xay á. Đá xay đá bào á. Đúng rồi, cái mình quăng vào nhau. Cái bữa đó là hôm qua á. Hôm qua con làm vậy cái con thấy tay con bắt đầu trắng hơn luôn. Nó lạnh quá, nó nhìn nó trắng á bà. Xong cái hết lạnh cái nó đen lại bà ơi. Ồ, tôi tưởng còn bà trắng chỉ... tôi tưởng bà chỉ bí quyết bà hay quá. Làm cho chơi... cô bà đang nắng tay nghe. Chơi với đá xay vui lắm luôn á. Hôm nay học có chuyện gì vui không? Kể mẹ nghe với. Thì cũng bình thường thôi. Hôm nay con học có bạn nào copy bài con không? Hôm nay có nộp homework chưa? Rồi. Chắc không? Mà cái bữa thứ hai mình nghỉ. Không biết cái bữa nào mình nghỉ là phải có nhiều homework á. Thứ hai. Có không? Thứ hai có nghỉ không? Thứ hai mình nghỉ. Mình nhớ trẻ. Cái đoạn Florida. À Florida hả? Đúng rồi. Tới cái bữa mình nghỉ là cái bữa nhiều bài tập về nhà xong cuối cùng có cô lúc đó cô nói homework gì á, tại lúc đó con ở Florida con đâu biết đâu, cô kêu lấy ra cái con mới à nghỉ Florida nên phải lấy cuốn sách ra xé tờ giấy. Rồi có làm không? Có làm rồi. Nộp cô chưa? Nộp rồi. Giỏi vậy. Ở nhà em đang đi Costco tiếp quý vị ơi. Gì sao chị Cát, chị kể chuyện gì hả? Kể chuyện cái hơi á, kể chuyện cái hơi á. À. Mẹ biết mẹ có hơi gì mẹ ngủ mẹ chiền đúng không? Không, nó mềm lắm chị ơi, để nó tự nó leo vô đi. À, vô thiệt à, cô tưởng là con ấy giỡn. Vô thiệt à. Nó thiệt đó chị. Trời ơi. Nó mẹ đi có cô đã nhiều tuổi rồi. Một tuổi hả? À? Ok, cho con một tuổi. Rồi đi vô, ơi, đi vô. Con nặng như thế này cô với má đẩy không nổi luôn á. Đó, đẩy không nổi nó luôn á.
Đó, cái ly của chị Thoa đổ. Vô đây mà không có đủ thuốc á, mình cứ đi gửi đi chị Thoa, cái đợt mình gửi tiếp không sao đâu. Ok. Gửi 2 lần, 3 lần cũng được. Đất dưới. Dồn gửi lần thì nó khỏe, nhưng mà thôi không có thì mình gửi, mình từ từ. Cái này còn mất tiền hơn nữa ba. Vô đây nhà như có khác gì vậy á. Khác không? Khác không? Ít tờ cái dẫn dòng. 1, 2, 3. Rồi, không nhận. Rồi, chị Thoa giống cát ghê nha. Trời ơi, sợ luôn. Chị Cát ơi, chị sung sướng quá chị Cát. Yeah. Ngày hôm nay tình hình là không có thuốc đâu. Bị cố ruột ngẩn. Cũng không có thuốc. Cát giờ phát hiện bả thúi tùm lum hết trơn. Thúi chị? Chân thúi, cái gì mà thúi hết trơn á. Mẹ rửa nó vẫn thúi. Đâu, chà chân nó hết chứ. Có con chà chân mấy thúi, lần thúi quắc rồi xong rồi bắt tôi nó. Nó tôi là ghiền rồi, ở đâu mà ghiền má. Trời ơi, có mà. Muốn ói luôn á chứ. Mà ghiền. Mẹ nói xạo. Cần nói thúi mà sao mẹ hửi hoài vậy. Hơi ghiền ghiền. Cái mẹ hứa thơm á. Mẹ xạo. Mẹ mũi xạo. Thì chi mũi mẹ cao gần chết luôn. Mẹ xạo. Cô Thoa ở lên nào vậy con? Cô Thoa kìa. Sao đi? Có bạn kìa, con thấy không? Con thấy bạn không? Nè em chứ không phải bạn. Nè em nè, sinh đôi sao là hai hai. Hai em giống nhau. Không phải sinh đôi đâu mẹ. Rồi bây giờ em định theo mình đó. Có không? Luôn chắc đó. Tại em thấy con dễ thương em thấy. Cái gì chị Thoa? Con dễ thương. Con dễ thương. Chị không tìm ra cái ngọt hôm bữa mình mua nha. Hết rồi, nó nào thôi được rồi, mình đi ra mình gửi đợt này chị ơi. Okay. Mình làm tiếp đợt tiếp. Nó hết rồi. Thuốc nó sale mỗi tuần mà lo gì. Có mấy thuốc này thì nó ấy quá. Lộn. Mà mẹ mua về không? Thôi bữa nay mẹ mới đi mua một trận rồi. Mua ok. Một trận. Dạ, em nhờ Tara nó order trên Amazon đó chị. Amazon cũng ok lắm. Nè mấy cái xe này có 250 à. Cái xe được trước mình mua được cái 1000 luôn. Nó gửi nó tiện mà nó uống có một ngày viên. Mà nó không phải uống nhiều. Đúng rồi, uống lần thôi trong ngày. Để order trên mạng. Ok thôi đi chị Thoa. Cái này cũng chừng chắc chia thành 2 thùng á. Đến đây có người làm cho hết nè, khỏe nè, thấy không? Mình sẽ phải đếm. Cả nhà ơi, hôm nay đi gửi đồ xong chị Hoa có hóc bụng lại chị thôi. Giờ là đếm thở. Chị nhà ơi, hôm nay là em đã đi giải quyết được 2 cái thùng hàng gửi về Việt Nam á, thuốc men mà em nhẹ hết cả người luôn. Bữa giờ cứ nghĩ cái cảnh mà gửi mà xong phải chia ra từng 5 pound 5 pound, nghe mặt mày xanh xao quá luôn. Hôm nay Thúy Nha đã gửi được một cái chỗ gửi này rất là ok, nhanh nhẹn luôn. Hợp nhất ha. America. Gửi rất là nhanh mà người ta đóng gói cho mình khỏe ơi là khỏe. Vô giống như là mình giải quyết được mọi vấn đề rất là nhanh gọn quý vị, mà mừng nhẹ hết cả lòng luôn. Hy vọng là thuốc sẽ nhanh về Việt Nam với bà con và những người cần dùng nha. Tuy là Thúy Nga làm cái vấn đề này nó hơi muộn nhưng mà nó vẫn còn kịp giúp cho mọi người, tại vì về bệnh về sức khỏe thì ai cũng cần hết. Cái gì con gái? Giờ nãy con nhờ hơi chân con mà mẹ ngủ quá. Nữa hả? Hàng gì mới nãy trên xe mẹ ngủ ngon quá trời. À vậy là con bỏ cái chân túi con nghe mặt mẹ hả? Trời ơi sao cuối cùng con cũng còn con cài cắm những cái gì mà ghê gớm của con đi cho mẹ hết trơn vậy. Sau khi gửi đồ về là đưa cát đi ăn. Cô Thoa
Chị Thoa ăn rồi chị Thoa. Cô ăn cơm mà. Ủa chị mua chè cho ông xã chị hả? Mua chưa? Xôi. Ha. Mua một bọc xôi ngoài xe á. Em ăn xôi không? Không. Đó. Cái này là chương trình sau khi chương đi gửi đồ về của Cát nè. Cát con đi ăn. Con mày cắt hết rồi thì thôi thôi chị xạo, hôm qua mày tự mày cắt mà mày kêu mẹ cắt không à. Thì mẹ con hỏi mẹ, mẹ nói ok. Rồi con mở ra đi, mở ra đi. Móng con ngắn không mở được. Con nhờ cô Thoa kìa. Cô Thoa. Dám nhờ không? Thôi để đem mở cho chị ơi, em dẫn chơi á. Mày nhìn sao mày nhờ cô Thoa cắt. Cô Thoa mở được hên quá. Cô Thoa mà không mở được là mẹ bị chửi. Chà trời ơi, tôi kêu đường mà nó ra nẻo đó. Tôi nói tiếng Việt Nam mà sao nó không hiểu. Ngon không? Các ăn đi. Cái đó gọi là món gì vậy các? Hot dog. Cái này Mỹ nó gọi là corn dog. Nhưng mà kiểu Korean. Korean nó gọi là rice condo. Ngon à, đâu có chi nè. Bao nhiêu cây này ta, 5 đồng mấy? 5 đồng mấy cây này? Dữ vậy á hả? Sao? Wow, mắc lắm cho chị. 5 đồng mấy một đó, con ăn nó vậy á, con cá nó ăn vậy á, mà hôm nay cân nó lên một đống rồi đó. Trời chi không nè. Ngon không cá? Mua 2 cây luôn phải không? Tính mua cho cô Thoa 1 cây mà cô Thoa không ăn. Cô Thoa sợ mập. Rồi bé có bụng bự, khán giả chê. Có không? Khán giả có chê cái bụng chưa? Có rồi. Chết cha. Cho nên từ bây giờ trở đi phải diet. Thì cố gắng ăn kiêng không? Lại. Không ăn, không ăn chung với cát nữa. Cô Thoa từ bây giờ trở đi sẽ diet. Đây là một cái món mà người Cát rất là thích, cho mẹ ăn thử coi ngon không. Trời ơi, chị Chi ăn không một chớ luôn con cá rồi. Ngon nhất chứ. Cà hối hận có mua 2 cây thì mai sao ta? Mai cá đem đi học ăn được không? Con nghĩ bà ăn, nếu bà sẽ mời gì? Bà thích không? Mua cho chị Thoa mà chị Thoa không ăn. No, this one's not hot though. It's hot chi though. Cái này là chi không mà. Chi không hả? Hot dog đâu có ai đâu, chi ở trong á chị, ngon chị ăn đi chị Thoa. Chị ăn đi, bụng chị đâu bự đâu. Dù à, cái đó là dù á. Dù đó ăn. Không có bự, bụng của Thoa đâu có bự đâu. To thôi hả con? Nè, con ăn đâu có to lên đâu. Các ăn đâu to đâu. Trời ơi nè. 3 tháng rồi. Cô bị rồi nè. Bây giờ cô phải đá. Giờ chim là cô nhìn hết. Ở Mỹ trẻ con ăn một buổi nha quý vị, người lớn ăn một kiểu, không ai ăn giống ai hết trơn á. Nó thích ăn cái gì phải chiều nó gì đó. Cả đám đưa nó đi ăn trong mồi hóng nó cái mồi. Mày hỏi chứ bộ. Thì mày hỏi mày biết con thích mày mới hỏi. Đúng không? Mày nói ăn ngon không? Sao con biết chỗ này không? Đợi tới. Thì đi ngang qua nè, nó đòi vô thì mua ăn thì nó thích vậy. Nè, chi không béo sao con ăn cái mà nó có cái hốc đốt mà mình cho không thích hả? Con biết ăn chi không? Ngọt phải không? Cái gì cũng béo hết trơn. Thử ăn miếng coi. Cho mẹ ăn vậy chứ con bất hiếu. Dạ có miếng trong đây nè mẹ. Mẹ ăn hết một cây. Mẹ chỉ thích ăn cá. Cá lại lấy napkin đi cắt. Mẹ chỉ thích ăn cá thôi. 39
xưa lắm rồi mà tụi nó tìm ra này. Hay vậy, chắc nó xem Facebook chị hả? Nhưng mà chị cũng không biết sao trong Facebook chị có, chị không nhớ luôn á. Vì nhiều lúc, đôi lúc mình quên á. Tại vì chụp lâu rồi, lúc nó thằng con lớn chị nó ra. Cái đứa gái đó là ai vậy? Con gái của ảnh. Ồ, nó xinh quá hả? Ừ. Ồ. Đứa gái lớn á. Ừ. Ổng ngày xưa cũng đẹp trai chứ bộ. Nó cái hình hồi mà chị mới quen thì ổng đẹp trai lắm. Chị Hoa lấy hình hồi trẻ gia đình đó. Hai đứa con trai chị nè quý vị. Này là đứa gái của ảnh nè. Được quá nè. Ngon không cá? Ngon không? Vô cá. Hôm nay là Thúy Nga đã hoàn thành được một cái nhiệm vụ là gửi thuốc về Việt Nam. Quý vị mừng quá. Bây giờ là Nga sẽ tiếp tục order thuốc ở trên mạng và gửi tiếp về Việt Nam cho mọi người nha. Tại vì ở trên mạng Amazon á, có nhiều cô chú anh chị á, xem những cái video của Thúy Nga đó, chỉ với Nga. Nói chung mình cứ làm clip mình học hỏi được nhiều thứ lắm. Nào giờ mình gửi đồ, mình cứ nghĩ là gửi này kia, nhưng mà có những chỗ họ gửi rất là nhanh gọn cho mình, họ sắp xếp thùng cho mình thấy tiện ghê luôn. Hôm nay thì Nga đã gửi được 2 kiện thuốc đi rồi, mừng quá. Sắp tới là mọi người sẽ được nhận thuốc của Thúy Nga nha. Lúc hai đứa còn trẻ. Trời ơi. Lúc hai đứa còn trẻ. Một đôi không nhìn giống nhau bộ. Thôi mới quen nhau đó. À, cái năm đầu tiên đó. Nhìn đẹp đôi này, đẹp sẵn gì. Chị Thoa khoe hình vợ chồng với hồi trẻ nè. Ông không có chịu xuất hiện, giờ mình lấy hình trên máy mình ông chơi màu, ông trốn, ông không chịu, người ta đưa hình lên luôn nè, chồng hết trốn luôn, hết trốn luôn, hết trốn luôn. Ăn nhìn ngon miệng quá ha. Người nào không đói bụng nhìn con ăn cũng đói bụng luôn. Con quảng cáo cho cái tiệm này là thơ thích luôn á. Ăn nhiều view, có nhiều nhà hàng ta mời con mời quảng cáo. Mình đi quay ăn em sợ mập lắm, bây giờ quay ăn mình ăn quá nhiều con. Trời, dầu mỡ dễ sợ. Trời ơi, nó ăn nhìn ngon mà tôi ăn tôi nhìn nó ăn tôi ngán luôn. Chúng món mà nó thành ăn ngon vậy đó. Không phải món phải chắc nó ngồi. Thôi, cảm ơn chị. Ngồi nhìn chị ăn chảy nước miếng. Thôi, không ăn đâu. Cái này vô Costco mua hộp mẹ có mấy đồng bạc à. Tại vì cái ra đây mua một cây 5 đồng mấy luôn. Chỉ có cái khác là nó trộn cái đỏ đỏ lên. Nói lớn quá, cái nào chủ ra đuổi mình ta. Đâu đó. Tại cái món này trong Costco có bán mà. Có. Bởi vậy. Nhưng mà Costco là chi cho chồng luôn phải không? Yes. Một hộp ở trong đó có khoảng gần 10 đồng mà. Cho các anh đỏ. Đi ra ngoài này mua cái cây. Cái đỏ này là cái gì? Thì mấy cái gì đó màu mè. Cái chi đồ quá. Trời ơi, mày mua hộp chi mè đốt đốt. Vậy cái bịch chi đồ ở nhà mẹ trong ăn tí ăn được. Mà cái này ăn được. Dễ thôi. Kêu má bóp nát cái đó ra xong cái nhúng cái kia vô xong. Biết rồi. Biết rồi, rồi sao không ăn vậy? Xây phòng hoa mới đi. Con có mà. Con có mà. Con có làm không? Con làm giống cô nói không? Có chứ. Làm đấm. Thôi, đủ rồi. Thôi nha, thôi một cây đửa rồi cáp. Vậy con lấy chi hạt này được không? Ăn gì đủ rồi, không ăn nữa. Mập lắm. Trời ơi, mình nó làm giống như chất đói chất khác vậy đó, thấy gớm không? Thôi để nó ăn đi. Thôi, không ăn nữa, đủ rồi. Không ăn nữa. Dán và dán model con, mình gái mà.
lớn lên exercise đã. Thôi không có exercise nổi đâu, cứu không nổi đâu. Đất trời cứu không được nữa, đừng nói mình. Giống như cô bây giờ nè, cô hát xuống không nổi luôn. Cô muốn xuống mà xuống không nổi. Ham vui. Ham vui. Đúng rồi. Không phải ham vui, ham ham. Nè, ham vui. Ham ham cho nên hết luôn. Mở cái nắp này ra được không ta? Ăn đá. Hai con nói chị đó, mới nhìn hai mặt giống em. Ngày mặt vợ chồng á, nên mới sống đời được chứ. Mặt em nó hề quá, không ai giống em chứ. Bởi vì em không có lấy được chồng vậy, thấy không? Mặt con giống mẹ vậy, lớn lên con cũng vậy. À sao? Con sẽ lấy được. Sao? Gì? Ý kiến gì? Cái này đâu phải trà. Trà Thái đó con. Trà Thái làm cho khó mà uống. Cô mà uống cái đó nó đó, nó uống hết rồi, nàng hết một cây hốc đó. Uống đóng là ngủ dẫn ngủ được. Nàng hết một cây hốc đó, uống một hết một bình trà sữa nha quý vị. Cái này nó ngọt này, tối nay về có hai bờ không đấy? Không. Hả? Hai nó hai bờ, lúc nào nó cũng hai bờ chị ơi. Nó không còn ăn uống, nó cũng hai bờ nữa. Đó, thấy không, nó vẫn còn liếm mút kiểu thèm á. Ăn chưa đủ á. Thôi nha các, được rồi nha. Ôi. Nó làm như kiểu chết đó chết khác vậy đó. Công nhà béo thì nó tôm rồi cái nó béo rồi đó. Dạch cái bụng lên coi coi. Nó hóp vô, thả ra. Ôi ghê quá các ơi. Gớm quá. Cái gì vậy? Trời ơi cái xe này. Con thích cái xe kiểu dạy luôn á. Con sticker dạy á. Mấy sticker dạy đẹp làm chết. Ôi xe này chắc xe trẻ con thiếu nhi vậy nè. Trời ơi thiếu nhi đâu ra mấy cái này anime. Thường người ta vẽ nè nhìn đẹp chứ. Con thích hình đó hả? Không phải hình đó, không phải nhất mà người ta làm đẹp gần chị. Chết đang nổi tiếng gần chết. Chị phải làm cái đó cho con chị nó dán lên xe nó. Cái này mấy 14, 16, 18 tuổi vẫn còn thích luôn á. Vậy hả? Con có thích không? Trời có chứ. Đây cả nhà ơi, Thúy Nga đang ở chợ Thiền Khi á mọi người. Hôm nay đang đi Thiền Khi để mà cát nó đòi ăn quá. Đi gửi thuốc xong mà nó đòi hưởng thụ đồ đồ các kiểu dễ sợ luôn á. Yes. Trời ơi, cái xe này dán dữ vậy. Biết tên không? Nè, cái này là Jack Wu. Cái này wow, gì con nữa? Con biết hết tên luôn hả? Không, con này có tên biết... gì? Con này tên gì? Con có biết có vài cái. Con có vậy biết có vài con trong game hoặc trong phim. Ồ, tại mấy cái này nó rất là popular. Thôi đi về, về. Tối rồi. Cái gì vậy mọi người ơi? Sunset rồi, sunset rồi. Mẹ biết Disney á là nhân vật nào mà là công chúa cũng phải là nhỏ tuổi lắm như 14. Còn hoàng tử là phải 20 mấy tuổi á. Ủa gì hả? Con rành quá vậy. Con rành. Vậy là bây giờ tuổi con là tuổi công chúa chưa? Chưa. Khi nào con mới làm công chúa? Con không làm công chúa. Thế con làm gì? Đừng nói làm hoàng tử nha, tôi đánh à. Không làm hoàng tử đâu ra. Thôi bà mà đòi làm hoàng tử là tôi cho ăn roi liền. Cả nhà ơi, coi như một ngày hôm nay là Thúy Nga đã hết một ngày rong ruổi đi gửi thuốc rồi đi ăn với con, rồi con nó đòi ăn, rồi bây giờ là chương trình vlog nhẹ nhẹ của tụi em đến đây là đã kết thúc nha quý vị. Em xin chào quý vị, bây giờ em xin phép đi về. Em ơi, em trả chị Thoa về với gia đạo. Nó ăn cho đã. Cái gì? Cái gì? Trước đây mẹ đi làm sao? Cái con phải ăn hết cái này tại nó dính dầu rồi. Ôi chết cha ghê quá vậy, để mẹ lấy cái bịch ni lông. Nó kêu. Ăn nữa hả? Về nhà ăn được không? Thôi ăn đi. Thôi cho bà. Lỡ bà thích. Trời ơi, thôi cho bà. Con vẫn lấy mấy miếng. Trời ơi, cái con này nó chết đó, chết thèm, chết khác. Con cầm đi, cô đã tỉnh. Ồ, cô lái xe mẹ làm vlog này, người ta nhìn, người ta tưởng mẹ bỏ đói con á các. Thôi đi về ăn. Nè, con cầm trên tay. Cầm đi, cầm tay đi, rồi về. Nhưng mà tay con dơ rồi con cầm đi. Con về con hỏi bà ngoại có ăn không? Bà ngoại không ăn thì con ăn, nhưng mà bà ngoại không ăn đâu. Bà ngoại không ăn mấy món này. Vậy á, xin mẹ hiểu cái đó. Không, mẹ không thích ăn, mẹ không biết ăn mấy món đó.
Ủa con em quý vị ơi, chắc nó làm vlog youtuber đi ăn chứ nó ăn quá quý vị ơi, thiệt thiệt. Nó ăn như một con heo. Ủa càng ngày nó càng mập nha quý vị. Cái gì chị? Mấy mỗi một cái stick mà dán cho mấy cái xe nó rất mắc. Mắc hả? Yeah. Em đâu biết đâu. Tại vì tại cái đó nó là animation, nó rất là popular em. Ồ vậy không cho nên thằng con chị nó không chịu bỏ tiền mua, nó về nó bắt má nó làm in xong rồi dán lên xong cái thì có cái máy cắt cho nó dán lên xe nữa. Ồ mắc lắm mà, mấy hình nó mắc lắm mà. Con nói rồi nó nổi tiếng gần chết luôn, tới giờ vẫn còn nữa. Mẹ đâu biết đâu. Đúng rồi. Cái đó con nít nó mấy đứa con nít cái tuổi con chị nó rất là mấy cái đó. Con còn thích nữa mà nói chi. Con cũng thích nữa hả? Con thích cũng thích coi mấy cái đó anime. Ôi chị Cát này mặc áo hồng nhìn cưng quá, thích quá. Quần mới đẹp. Áo cũng đẹp. Về hỏi bà ngoại ăn không? Bà ngoại không ăn chơi luôn phải không? Cát nó mừng. Chơi chút. Chơi luôn cái cây đó luôn phải không? Chút thôi. Hứa chúc nha, hứa nha. Chút của con là bao nhiêu? Một hết luôn. Chí, nó nói là phải suy nghĩ lại em ơi. Có duyên lắm chị ơi, nó con này. Chút của nó không, là chúc cái gì? Chút thôi, chút thôi. Nó tính nó lừa mình nữa đó. Nó gạt mình không mà chị ơi. Chút thôi là miếng dại nè, chút thôi là miếng dại nè. Đà, chút đó hả? Là vậy thôi đó hả? Không biết là từ bây giờ tới mình chạy về tới nhà còn đưa về cho bà ngoại hay không. Thì các em đang lo nè. Mình ngồi phía trước nó ngồi phía sau không biết được á. Hoành qua hoành lại nó đớp hết giờ đó chị.